chế tạo ván lướt tự thăng bằng, thanh niên miền Tây lướt trên mặt nước như một cơn sóng. Mới đây, một pháp sư trẻ đến từ miền Tây có tên gọi là Kỹ Sư Nhật đã bỏ công mày mò khoảng 2 năm cùng nhiều lần cải tiến. Cuối cùng, chàng trai đã cho ra thành quả là ván trượt có thể điều khiển bằng tay cùng động cơ điện. Trông có vẻ thô sơ đơn giản, tuy nhiên bên trong lại vô cùng phức tạp, cùng với đó là sức mạnh kinh khủng không thể nào xem thường được. Từ những gì mà chính chủ clip quay lại cho thấy, anh chàng có thể lướt trên mặt nước như một cơn sóng với tốc độ chóng mặt. Chiếc ván trượt có khả năng thăng bằng giúp anh có thể đứng, nằm hay di chuyển với nhiều tư thế khác nhau, khiến ai xem cũng không khỏi trầm trồ nể phục. Đoạn clip sau khi được chàng pháp sư miền Tây đăng tải như một liều thuốc thôi thúc các bạn trẻ rằng hãy đam mê sáng tạo, rồi đến một ngày thành công sẽ gọi tên bạn. Điển hình như ở bên dưới video, rất nhiều netizen đã cho rằng sản phẩm ván lướt này có thể ứng dụng được nhiều vào trong thực tế, cụ thể cho các lĩnh vực như cứu hộ, du lịch, vận chuyển hàng hóa với độ cơ động cao, nhất là những vùng sông nước như ở miền Tây. Sau khi được nhiều người hỏi mua, chàng trai cho biết anh sẽ bán với giá 40 triệu đồng. Mặc dù có thể đó là một số tiền không nhỏ, tuy nhiên chừng ấy bao gồm cả 2 năm nghiên cứu, chỉnh sửa, đầu óc và chất xám, thì có lẽ nó hoàn toàn xứng đáng cho chàng trai đến từ Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.